Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các sư phụ, chào các sư huynh và chào các hiền đệ. Vẫn cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như chia sẻ kênh của mình để cho người khác biết. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly loa đài hay sửa chữa âm ly loa đài và đặc biệt là sửa chữa đài, mọi người vui lòng liên hệ theo số máy 0368888479. Mọi người kết bạn Zalo với mình cũng theo số máy này để ta tiến hành giao dịch cho nó đỡ tốn thóc, hân hạnh được phục vụ. Lời đầu vẫn cho mình gửi lời tới những ai đã gọi điện, nhắn tin, bình luận, đặt hàng mà mình chưa triển khai được, chưa phúc đáp được. Mong mọi người cho mình một cơ số thời gian nữa, mình sẽ phúc đáp tất cả. Trân trọng cảm ơn. Báo cáo với lại các sư phụ cùng các huynh đệ, đây là băng cụ tổ. Băng cụ tổ của băng cassette, đó là băng Maxen UD2 nhá. Băng này là băng cụ tổ. Những cái cuốn băng khác không có cửa gì để thi thố cả, vì đây là cụ tổ rồi nhá. Chất âm miễn bàn, nội dung chương trình thì tùy ý. Một cuốn băng như thế này cả vỏ mình cung cấp với một mức thóc rẻ nhất quả đất 80.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển nhá. Đấy. Còn bây giờ thì báo cáo với các sư phụ cùng các huynh đệ, coi như là phải đáp lễ người quan họ. Đấy, phải đáp lễ người quan họ, tại vì có một cái thông tin bữa trước có một người anh em ở đất quan họ, đó là tỉnh Bắc Ninh, gửi cho mình hai cái đài này để mình kê đơn bốc thuốc và điều trị, mà trong cái lá thư của người anh em thì lại bảo coi như thế là để kinh biếu các bậc cao niên. Thế mà nghe đâu mong manh phong phanh gì ở cái chỗ đấy nên lại quá coi như thế là bạn của sư phụ mình nhá. Bữa trước mình có chia sẻ rồi, sư phụ U70 nhá, U70 ở Tiên Du Bắc Ninh đấy, bữa trước gửi cho mình tặng mình một chiếc đài VEC 206 với bịch chè với lại một cái gì nữa, nhưng mà cái đấy không nhất thiết phải nói ở đây nhá. Đấy, nên là bắt buộc là về phải tranh thủ coi như là chiều hôm nay là phải xử lý hai cái thằng cu này. Đấy, để làm gì, để ngày mai lên đường để cho người anh em ở Bắc Ninh của mình coi như thế là kính biêu các bậc cao niên. Đấy, thì mong các thượng đế khác cũng thông văn cảm cho nhá. Đấy, nhiều khi nó có những cái gọi là nó không đành được nhá, không thể trì hoãn được. Đấy, vẫn biết là cái sự sung sướng là không thể trì hoãn được cái sự sung sướng rồi, thế nhưng ở đây ấy, thượng đế nào cũng là thượng đế thôi, thế nhưng mà mong các thượng đế cũng thông cảm cho để nó có một cái gì đó nó liên quan đến cái sư phụ U70 của mình. Đấy, thì các thượng đế ở cái ngưỡng xưa nay hiếm cũng vậy nha. Ở cái ngưỡng 70 là nhân sinh thất thập cổ lai hy, thì cứ nói với mình là tôi 70 rồi, là đương nhiên rồi, thì sẽ mình sẽ phục vụ luôn và ngay. Đấy, thế còn những thượng đế mà dưới 70 thì cứ mong cũng thông cảm cho nha. Đấy, thì chỉ còn có một số thời gian nữa thôi là các thượng đế dưới 70 thì cũng đến 70, đúng không ạ? Đấy, thì sẽ được coi như là phúc đáp luôn và ngay. Báo cáo với lại các sư phụ cùng các huynh đệ, đây cái thằng cu này. Thằng cu này thì đã hoàn thiện xong rồi, đã rên rỉ rồi. Đấy. Thì lắp vào rồi nên là ngại tháo ra để quay, tại vì cái này là cái của người anh em ở Bắc Ninh gửi cho mình để mình kê đơn bốc thuốc và điều trị. Chỉ có mấy cái bài thuốc mà các cụ nhà ta để lại, tỉ dụ như con gà cục tác lá chanh nhỉ, con lợn ùn ỉn mua hành cho tôi, con chó góc đứng góc ngồi, bà ơi đi chợ mua tôi đồng giềng, giềng mẻ nha. Đấy, ví dụ như đơn giản nhé, là luộc cái rau, luộc cái hoa cải thôi, cho nhánh gừng vào, rất chi là thơm, dậy mùi, đúng không ạ? Đấy, đài cũng vậy thôi. Nhiều khi ta cứ tưởng nó hỏng cái này cái nọ, thế nhưng mà thực tế ra có khi đấy, chỉ coi như thế là hắt hơi sổ mũi thôi. Đấy, thế nên cho dù nó là hắt hơi sổ mũi hay nó là bị cái gì đi chăng nữa, thì mọi người mà sử dụng đài thì cũng không nên phải băn khoăn, mà không nên phải lăn tăn quá về cái vấn đề là khi cho nó ăn điện nó lại không rên lên nhá. Nếu khi cho nó ăn điện mà nó không rên lên, mọi người vui lòng liên hệ cái số này để lão phu coi như là kê đơn bốc thuốc và điều trị, thì đương nhiên sau khi nó ngấm thuốc là nó sẽ rên rỉ trở lại nhá. Thì còn cái chiếc đài này, còn cái chiếc đài này là giờ tháo ra để điều trị, thì là quay lại để cho mọi người xem cái nội thất bên trong chiếc đài này. Còn cái chiếc đài này thì lắp vào rồi thì thôi nhá. Đấy. Đây là chiếc đài đời mới của hãng Toshiba. Đây. Toshiba
Đấy, thế nhưng mà mình nhìn cái đài này, cái kiểu dáng như này là mình biết rồi nhá, Mazda in China nhá. Đấy. Thì bây giờ phổ thông là Mazda in China nhá. Thấy nghe 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 người ta nói điện thoại mấy chục triệu cũng còn Mazda in China nhá. Đây. Đấy. Đại đa số là sản xuất ở Trung Quốc thôi. Thế còn cái thương hiệu Toshiba này là của Nhật Bản đấy nhá. Đây. Đài này rất chi là mới. Đài này mới 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 kính quang, mới như kiểu vừa bóc vào thùng xốp ra anh. Mỗi một tội là cho nó ăn điện lại không rên gì lên. Nghĩ đúng là nó gọi là đau diều nhá. Đau diều. Đau diều ở trong y thuật, trong y học người gọi là đau bao tử đấy, đau dạ dày đấy nhá. Mình nông dân ta điền gọi là đau diều. Đây. Đây là phần cơ để chạy đĩa CD. Đấy, để chạy đĩa CD. Đĩa cờ dê đấy. Đấy. Thì những cái chiếc đài đời mới như thế này thì phên phỉ người ta rút gọn lại, linh kiện li ti, linh kiện bé như con của con kiến chứ không phải là con kiến nữa nhá. Con kiến đã bé rồi lại còn con của con kiến nữa. Đây này, linh kiện bé như con của con kiến. Bé tí tí tí. Đấy, nên là cái này gọi là nói bảo gì chứ nó chỉ hỏng vớ vẩn thôi, chứ còn nếu mà nó mà hỏng vào con IC này chẳng hạn này thôi nhé, chỉ có phần đỉnh đáp đây vào con IC này. Những cái loại IC dán như thế này thì phải những người ta sửa chữa điện thoại người ta mới có cái thiết bị để người ta khò, để người ta nhấc cái IC này ra, chứ cái mỏ hàn của mình có đưa vào đây phát IC này đang sống trở thành coi như thế là tịt ngay nha. Đấy, nên nó chỉ hỏng mấy cái vớ vẩn thì điều trị được đây. Đấy, loa này này. Đấy, loa này. Đấy, loa này. Đấy nhá. Đây là cái anten của cái băng sóng AM, băng sóng điều biên đấy nhá. Đây là loại cuộn dây đồng nằm ở trong lòng loại than ferrit, thế nhưng mà lại không chạy đây này. Nó định vị luôn rồi. Đấy, nhìn này những kiểu gọi là bít tông nằm ở trong lòng xi lanh cứ thụt ra thụt vào lên lên xuống xuống đấy nhá. Đấy. Khi bít tông mà lên đến điểm chết trên thì buji là phải đánh lửa rồi nhá. Đây này. Thì nội thất cái chiếc đài nó chẳng có gì cả. Đài này nó ngoài nghe radio và đĩa ra hết phim. Đài này không có gì. Đài này không có băng cassette nhá. Đài này không có băng cassette. Đấy, mới lắm. Đây. Đấy. Còn đây là cái đít của nó. Đấy, cái mặt dưới, quên. Ở đây xin lỗi các sư phụ cùng các huynh đệ về gọi dùng cái từ đít thì nó liên quan đến một số nhạy cảm. Đây là, cái đây là cái mặt dưới nhá. Đấy. Đúng kiểu nông dân nói tiếng Tây mông tu đi cô xoa đi đấy nhá. Ở đây cái giắc nguồn để cho nó ăn điện 220V, không không phải bắt ốc này, nhà sản xuất người ta thiết kế không phải bắt ốc đây. Không có chỗ bắt ốc để người ta dính keo vào là xong đây này. Đấy, người ta dính keo vào là xong đấy, tiết kiệm được ốc đấy nhá. Đấy. Nhựa thì sáng loáng, chỗ này là để hộp pin đây này. Pin này đây. Toshiba này. Đấy. AC 100V 9W nhá. Đây là biến áp nguồn. Thì báo cáo với các sư phụ cùng các huynh đệ. Mình đi xe máy ở những cái xe Mobilet này, Java này, hay còn gọi là con Mobilet gọi con cá ươn ấy nhá. Đấy rồi Simson này S50, S51 đi hết rồi nhá, pin khờ đi hết này. Đấy, đã được từng được sở hữu rồi chứ không phải là mượn nhá. Kể cả cái sim son nữ, cái sim son đít vịt thì nữ nhá. Thì những cái thời đấy thì người ta có cái câu là thứ nhất là hỏng buji, cái thứ hai mới hỏng cái gì bên trong. Mà đúng thật, thứ nhất là hỏng buji phải kiểm tra ngay buji nhá. Đấy, ví dụ như khó nổ hoặc là như thế nào đó phải kiểm tra xem vớ vẩn buji để lâu ngày nó nguội chẳng hạn nhá. Đấy, thì cái đài cũng vậy thôi, trước tiên là phải kiểm tra phần nguồn, đúng không ạ? Đài điện mà phải cho nó ăn điện, một là cho ăn điện xoay chiều, hai là cho ăn điện một chiều. Thì báo cáo với các sư phụ cùng các huynh đệ, ở cái chiếc đài Toshiba một người anh em ở đất Quan Họ gửi cho mình, cho ăn điện này nó không rên rỉ lên. Thì cái lý do của nó không rên rỉ lên là nó hỏng cái biến áp nguồn này. Hỏng cái biến áp nguồn, đây là biến áp nguồn zin của cái đài này này. Đấy, trông rất chi là đẹp, cuốn lại còn dây, cái dây đỏ như thế này, phe thì sáng loáng nhưng mỗi tội hỏng. Này. Nhá. Cái này mai mình trả hàng cho thượng đế ở Bắc Ninh, mình cũng lại gói vào để về, ví dụ ngài làm gì thì ngài làm nhá. Đấy, ví dụ nó cháy rồi thì ví dụ ngồi cầm, lúc nào buồn thì ngồi cầm nghịch cũng được nhá. Khỏi về gì, tại vì người ta
Mấy cụ quan vẫn hay bảo là ngồi buồn thì cắn mông chân đấy, ngồi buồn thì cắn mông tay nhờ. Thế nhưng mà có cái này rồi thì thôi, khỏi phải cắn mông chân mà khỏi phải cắn mông tay, cầm cái này xoay đi xoay lại hay phết nhỉ. Đấy, khỏi phải bắt chuồn chuồn đúng không? Đấy, chứ nhiều khi ngồi buồn thì lại bắt chuyển sang bắt chuồn chuồn, bắt chuồn chuồn tay cái này đấy, đấy. Bắt chuồn chuồn đấy nhỉ. Thì ở đây mình thay cái biến áp nguồn của mình. Thế nhưng mà mình cũng xin phép người Thượng Đế ở Bắc Ninh, mình được phép là thay cái biến áp nguồn của đài Nhật vào nhá. Mình không biết ngài có đồng ý hay không. Thế nhưng mà mình phá cái chiếc đài Nhật của mình ra, tại vì biến áp nguồn đài ấy thì chắc mình giờ cũng phải khoảng tầm 200 cái biến áp nguồn rồi ở những chiếc đài phá ra. Mình không biết ngài có đồng ý không. Thế nhưng mà xin phép được lắp cái nguồn của đài Nhật vào đây nhá. Đấy. Đấy. Thì cái nguồn như thế này thì chắc chắn là đài hỏng rồi, nguồn chưa hỏng thì vì nó là nguồn của đài Nhật. Đấy. Nhưng mà nó cũng ở những cái thể gọi là đài mini, thế là nó cũng có cái tai này lắp vào, cứ tưởng là nguồn zin nhá, lắp vào nhìn như cậu với mợ nha, chú với thím nhìn thấy nhiều khi còn chạnh lòng nha. Đấy, đây còn đây là nguồn zin của nó này. Đấy, nguồn này nó bé hơn tí, nguồn này nó to hơn tí, nhưng mà rất chi là may mắn là khi lắp vào nó lại vừa, thế mới sướng chứ. Thôi thế ông làm cái video để thứ nhất là báo cáo với lại các sư phụ cùng các huynh đệ những người đặt hàng của mình rồi gửi hạ đài cho mình điều trị thì cũng thông cảm cho mình nhá. Đấy, mình hoàn thiện xong cái này rồi lại trở lại bình thường, tại vì cái này nó liên quan đến sư phụ U70 của mình nhá. Đấy, thì vì kính lão đắc thọ mà. Đấy, cùng với cái tiêu chí coi như là yêu trẻ thì trẻ đến nhà, mà yêu già thì già để tuổi cho nhá. Đấy, thì nên là những người mà trên 70 rồi, từ 70 trở lên rồi mình sẽ coi như thế là bao giờ cũng vậy, thu xếp thời gian để ưu tiên giải quyết luôn và ngay. Đấy, thì có những thượng đế kia cũng là thượng đế thế nhưng mà chưa đến 70 thì một lần nữa cũng thông cảm cho lão nông chi điển nhá. Đấy, không biết là cái suy nghĩ của lão nông, đương nhiên rồi, cái suy nghĩ của lão nông thì cái kẻ quê mùa mà. Đấy, thì bao giờ cũng vậy, nhiều khi nó cũng chưa chuẩn nhưng mà lão nông vẫn cứ nghĩ là như thế thì nó phải đạo nhá. Đấy, thôi thế xin phép dừng clip ở đây, trân trọng cảm ơn các sư phụ cùng các huynh đệ, chào thân ái, merci merci beaucoup.